Đây là phải đấu vào hôm ai hết chứ không cho giúp cống thế này. Thì anh lên trước anh làm rồi, còn nhà tôi là mình thấy là nhà tôi mấy chục năm nay là nó cũng tắc rồi, phải làm. Cái nhà nhà của mình đó là trước là đã tổng đấu hố ra rồi. Đấu rồi luôn hả? Đấu rồi. Không phải không làm nữa. Bây giờ là chỉ có nhà em kia bây giờ về đấu hố ca chú em đúng. Ủa cái này là dự định chừng nào làm á chú? Đầu tháng 9 làm lại hẻm à. Cào xuống hết. 2 ngày nữa đó. À cào hết cái này xuống. Cái gì? Cào bỏ đi. Bỏ đi rồi đã. Tháng có 2 ngày nữa. Nói cho anh hiểu nha, cái này á nghĩa là bây giờ cái mặt cốt này là để nguyên. Dạ. Hiểu chưa? Nghĩa là có khả năng là nó cao lên 1-2 phân so với cái cốt này, yeah, yeah. Nó thấp hơn, yeah. Nhưng cào cái này đi xuống coi như là 25 phân là đổ đá mi, đổ đá 1-2, 15 phân, còn yeah. 10 phân bê tông. Nói thế anh hiểu thì cào yeah, 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 đúng rồi. Để nó mới chắc, mới yeah. Hai nữa là đầm, nghĩa là vạc hết cái chỗ này như ngay là vạc hết cho nó bằng. Để liền luôn liền nạc thì nó mới bền được. Nhà này mới vạc đi. Vạc cái này luôn phải không? Đúng. Dạ dạ dạ. Nhà này có khả năng hay không vạc đây rồi. Cái này nó bó sẵn rồi thôi. Chứ còn như là nó thò như ông này vạc lại không gì vậy. Kỳ quá. Nhà ông này phải vạc, như nhà ông này cũng phải vạc. Vạc luôn. À vạc luôn. Đấy. Anh Nam ơi, làm đóng tiền nè. Có lấy tiền không? Thì bây giờ người ta cũng làm thế. Giờ hai đứa tiền mà lấy. Nhỏ lắm, nó đu hết tưới nước nó đồng, xong nó đồng rồi đi tươi tươi. Sắp làm hẻm rồi đó, nhà đẹp luôn. Cuối năm ngoái, gần cuối năm. Quân nó làm, đóng cho 70%.